Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Israel vừa diễn ra đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 đại biểu, đại diện cho Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan và các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước với mong muốn tìm kiếm cơ hội kết nối giao thương. Đây là sự kiện quan trọng sau khi hai nước ký kết thành công Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel VIFTA vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 vừa qua sau 7 năm nỗ lực đàm phán. Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết FTA và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết FTA. Việc ký kết và triển khai thực hiện VIFTA sẽ tạo tiền đề thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh không chỉ sang Israel mà còn có cơ hội tiếp cận các thị trường khác tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Âu. Ở chiều ngược lại, bên cạnh thị trường 100 triệu dân của Việt Nam, hàng hóa và công nghệ của Israel có cơ hội tiếp cận thị trường các nước khu vực ASEAN, châu Á-Thái Bình Dương và các nền kinh tế lớn trong 16 Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam tham gia. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, đã diễn ra lễ ký kết, biên bản ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp Việt Nam-Israel và phiên họp kết nối doanh nghiệp giữa hai quốc gia nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Israel gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường, cũng như kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.